Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Giờ thì chúng ta cũng cần dùng cái băng dính này để chúng ta gắn vào. Mình sẽ dùng cái băng dính mình gắn cho cái mic để các bạn nói cho bạn nghe rõ hơn. Được không ạ? Đó, mình sẽ dùng mic mình gắn vào đây. Ok. Để cho bạn nghe rõ hơn. Được chưa ạ? Để cho bạn nghe rõ hơn. Rồi. Đấy, cho bạn nghe rõ hơn. Đấy, hôm trước chúng ta đã cắt những cái bông hoa. Đấy, những cái lá cây có cái hình lá dài rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cắt những cái bông hoa có cánh tròn hơn, để bởi sau chúng ta sẽ làm thành một cái bông hoa có cái cánh tròn, được không ạ? Rồi, bây giờ thì chúng ta đã sẵn sàng chưa? Bây giờ cô sẽ cắt dùng giấy. Chúng ta sẽ dùng giấy này. Đó. Đây, giấy gì các bạn biết không nhỉ? À, đây là giấy mà các bạn đã dùng hết rồi, viết hết rồi, mình sẽ không bỏ đi, mình giữ lại để mình làm đồ tái chế. Đấy, mình giữ lại để mình làm đồ tái chế nhá. Con gì? À, con khỉ nó làm sao con? Nào các bạn ơi. Su ơi, mẹ cho con cầm nhưng mà con cầm que không được đánh anh chị đâu nha. Vào đây. Vào, ngồi vào, nhanh. Cho nên luôn luôn có lệnh đấy. Tất cả nằm im. Ừ, vậy xuống ngồi đi, xuống đánh con khỉ đi. Đấy, mình sẽ gấp. Bây giờ mình sẽ cắt những cái bông hoa màu tròn các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ cắt những bông hoa hình tròn. Đó, cánh tròn các bạn ạ. Đấy, mình cũng gấp. Đầu tiên là chúng ta sẽ gấp. Đầu tiên chúng ta sẽ gấp đôi từ giấy lại. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ gấp đôi tiếp theo, gấp 4 lại. Cô giáo vẫn đang nhìn nhá. Anh Thư ra kia chơi chị đi. Tất cả nằm xuống. Anh Thư đâu đấy? Không, đi ra kia ngồi. Đi ra kia. Đi vệ sinh á. Đi thẳng cái lối này ra. Không phải đi lối cô giáo. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ, để gấp được cái bông hoa ấy, cánh tròn này, chúng ta sẽ gấp đôi từ giấy lại. Sau chúng ta sẽ gấp 4 này. Đấy, chúng ta sẽ gấp ngược lên. Và chúng ta sẽ giữ góc này, chúng ta cắt. Chúng ta giữ góc này, chúng ta cắt. Đấy, để cắt được chúng ta sẽ dùng kéo này. Chúng ta cắt cong. Cắt cong những cái, cắt thành những cái đường cong. Được rồi, chúng ta mở ra. Đấy, chúng ta sẽ cắt được những cái bông hoa. Đấy, hình cánh cong như thế này. Đấy, và để cho rõ là bông hoa, chúng ta sẽ cắt cong hơn một chút nữa. Mình đã cắt nhưng mà nó chưa cong nên mình sẽ gấp lại, mình cắt cho nó cong hơn. Đấy, mình sẽ gấp lại, mình cắt nó cong hơn. Mình sẽ gấp, mình cắt cong hơn. Đó. Mình sẽ gấp, mình cắt cong hơn. Đấy, được chưa ạ? Được rồi, vậy là ra ra bông hoa 4 cánh. Rồi mình sẽ vẽ cái cánh hoa ra đây. Mình sẽ vẽ rõ những cái cánh hoa ra đây cho các bạn xem. Được không ạ? Đấy, nhẩn nha, mình vẽ như thế này. Đó, mình vẽ những cái cánh hoa. Đó, vẽ những cánh hoa ra đây. Đấy, những cái cánh hoa. Đấy, rồi bây giờ chúng ta lại bắt đầu chúng ta gấp. Chúng ta gấp đôi từ giấy này.
Được chưa ạ? Chúng ta tiện chúng ta có thể tô màu luôn. Nằm xuống. Huyền ơi, thằng Nhân kìa. Thằng Nhân. Nằm xuống đi. Khiêm gì đây? Giỏi nhỉ. Không một ai nói chuyện, nằm im. Đó, mình sẽ gấp như thế này. Mình sẽ gấp như thế này. Chưa đến giờ dậy mà các bạn đã dậy hết rồi này. Hãy gấp như thế này. Sau chúng ta sẽ dùng bút chì chúng ta vẽ một cái đường cong từ bên này sang bên này để tạo thành cái bông hoa theo cái ý thích của mình. Đó. Đây chúng ta sẽ cắt cái bông hoa. Đó, bông hoa bốn cánh. Đây, bông hoa bốn cánh các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cho. Mình sẽ vẽ cho các bạn nhìn rõ. Đây là bông hoa bốn cánh. Hình trái tim các bạn ạ. Bông hoa bốn cánh trái tim. Đây, bông hoa có bốn cánh như thế này. Đó. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ lại cắt một cái hình vuông nữa. Chúng ta sẽ cắt một cái hình vuông nữa. Đấy, từ cái giấy này. Đó, chúng ta sẽ cắt một cái hình vuông. Đấy, đây là hình chữ nhật đúng không? Đó, chúng ta sẽ cắt thành một hình vuông. Đó, chúng ta cắt thành vuông này. Sau chúng ta sẽ gấp vào. Gấp đôi từ giấy này. Gấp đôi từ giấy này. Nằm xuống. Giỏi nhỉ. Cái lớp này. Sau đó mình sẽ gấp đôi này. Đó, tiếp theo này. Đó, gấp bốn lại như thế này. Được chưa ạ? Đây, mình đầu tiên mình sẽ gấp đôi từ giấy này. Mình sẽ gấp đôi từ giấy này. Được chưa? Sau mình sẽ gấp bốn từ giấy. Đó, sau đó mình gấp thành một hình tam giác. Như thế này. Được chưa? Sau khi gấp thành một hình tam giác thì mình sẽ cắt. Mình sẽ dùng bút chì mình vẽ một cái hình cong. Dùng bút chì mình vẽ một cái hình cong. Đây, một cái bút chì mình vẽ hình cong này. Thì mình sẽ cắt theo các bạn ạ. Hình cong này thì mình sẽ cắt theo. Đó. Mình sẽ hình cong này mình sẽ cắt theo. Cong này mình sẽ cắt theo. Được chưa? Đấy, mình đã cắt được thêm một bông hoa nữa bằng hình trái tim. Đó, được chưa? Mình đã cắt được rồi. Bây giờ mình sẽ dùng bút màu. Mình tô màu lên. Đấy, mình sẽ dùng màu đỏ các bạn ạ. Đấy, mình sẽ dùng màu đỏ này. Ồ, đây là màu hồng son. Màu đỏ các bạn ạ. Đấy, mình sẽ nhận. Cô giáo gì? Hả? Ơi. À, Su vẽ con khỉ ra rồi. Vậy Su với chị Huyền vẽ con khỉ nhá. Đấy, sau đó mình sẽ tô màu. Đấy, đây là màu hồng son các bạn ạ. Đấy, màu hồng son. Đây, được chưa? Tiếp theo mình tiếp tục mình tô. Đây. Không một ai nói chuyện. Các bạn có biết để các bạn có để cho cô giáo học bài không? Đấy, sau đó mình sẽ vẽ như thế này. Mình sẽ tô màu. Được chưa ạ? Đây, mình đã tô màu gần xong một bông hoa rồi. Đó, nhận nha, chúng ta sẽ tô màu cái bông hoa này. Được chưa ạ? Nhận nha, chúng ta sẽ tô những cái bông hoa này. Được chưa ạ? Đó. Nhả nha, chúng ta sẽ tô. Đấy. Sau khi tô xong chúng ta sẽ. Đấy, chúng ta sẽ được một cái bông hoa màu hồng son như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ tô cái bông hoa màu gì? Bông hoa màu xanh lá mạ đi. Ê ôi.
Đấy, màu xanh lá mạ như thế này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, từ những cái giấy mà các bạn viết rồi, mình đã sử dụng thành giấy tái chế. Đấy, mình làm những cái bông hoa cánh tròn. Đấy, mình làm những cái bông hoa cánh tròn như thế này. Đúng không ạ? Đấy, để mình làm những cái bông hoa cánh tròn như thế này thì rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ gấp vào và chúng ta cắt. Đó, đây này. Hôm nay có bạn Nương Thành Nam không ngủ một tí nào. Bạn Huy Nam nhá. Trương Ngoan. Bạn Anh Thư dậy sớm. Bình An với Khiêm nghịch với nhau. Và bạn Khiêm quay mặt sang bên này ạ. Đấy, đây là mình tô màu xanh lá mạ. Đấy, đây là một màu xanh lá mạ. Đấy, sau đó mình sẽ tiếp tục mình tô. Mình viền mình tô vào đây. Đó. Rồi mình tô vào những cái cánh hoa hình trái tim như thế này. Rồi mình đã tô được hai bông. Tô được hai bông. Đó, những bông tiếp theo mình sẽ dùng màu cam. Màu cam hay dùng màu đỏ đi. Này màu nâu chứ nhỉ. À, chúng ta dùng màu nâu đi. Đấy, chúng ta tô. Màu nâu, nhưng mà nâu này màu rất là đẹp các bạn ạ. Nó rất là tươi. Đấy, nó như không những cái màu nâu khác. Ô hay. Đó, chúng ta sẽ dùng màu nâu, chúng ta viền như này. Chúng ta viền như này. Chúng ta tô. Đó, được chưa ạ? Đây, đây là những cái bông hoa mà chúng ta đã cắt. Thì buổi sau chúng ta sẽ cắt đã tô màu. Buổi sau chúng ta sẽ làm gì nhỉ? À, buổi sau chúng ta sẽ gắn những cái bông hoa này. Đấy, chúng ta sẽ gắn những cái bông hoa này vào đâu? À, chúng ta sẽ gắn những cái bông hoa này vào vào cái cành cây. Đấy, những bông hoa cánh tròn hay những cái bông hoa cánh dài này được không ạ? Được rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thu dọn đồ dùng lại. Đấy, chúng ta sẽ cắt màu đi. Không để thiếu nó nào hộp màu. Ta sẽ cắt hộp màu đi. Đấy, cắt kéo đi. Cắt hộp màu, cắt kéo, cắt bút chì. Những cái gì không dùng nữa, rác thì chúng ta sẽ bỏ vào hộp rác. Đúng không ạ? Cái giấy này không dùng, chúng ta sẽ bỏ đi. Ta sẽ cho vào thùng rác. Đấy, còn những cái giấy nào có dùng được thì chúng ta sẽ giữ lại để chúng ta dùng, được không ạ? Được rồi. Đấy, vậy là xong. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Đấy, sẽ bỏ cái áo ngoài này ra. Mình sẽ bỏ cái áo ngoài này ra. Đó. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ sử dụng vật liệu tái chế. Mẹ ơi, mẹ, mẹ cho con một cái kéo to được không mẹ? Kéo to nhà mình ấy. Ừ, ngớ quá. Đã. À, ở dưới đấy á? Úi dồi ôi, dưới đấy thì thôi. Đâu, rồi ngứa quá, không thể gắn mình kia. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ dùng cái bìa giấy màu xanh để chúng ta cắt những cái bông hoa. Đấy, cắt những cái bông hoa tái chế. Ôi dồi ôi, đi ra ông đi cho mẹ quay video. Ôi dồi ôi, đi ra ông. Giờ mẹ không cho mượn được. Mẹ không cho con mượn được. Tay con cầm ra ông đi nhanh lên. Mai đến ông bà ngoại. Nhớ vào, mai cho điên thẳng ông bà ngoại luôn. Phải nói nhiều nữa. Ra kia cho mẹ làm. Nói vậy cứ trơn trơn mặt ra nữa. Ra kia với ông kìa. Nhanh lên, cho mẹ làm. Đấy. Là con bướm hôm qua mình đã làm sẵn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái bìa. Đấy, bìa mình có sẵn là mình sẽ cắt những hình tròn nhỏ.
Đấy, mình sẽ cắt cái hình tròn nhỏ để mình tạo cái dấu ấn cho con bướm này. Đấy. Đấy, mình sẽ cắt. Đấy. Đấy. 3, 7. 7. Đấy, đây này hình con bướm này. Mẹ ơi, để mẹ nó nhỏ cho con quay với. Để con quay video với. Đấy, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cắt những cái hình tròn. Để cắt được hình tròn, đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng những cái bìa này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những cái bìa này. Để chúng ta sẽ cắt những cái hình tròn. Đấy, những cái bìa này chúng ta sẽ cắt những hình tròn. Sau đó chúng ta sẽ dùng băng dính hai mặt. Chúng ta dùng băng dính hai mặt để chúng ta gắn vào cái con hình này. Đấy, đầu tiên chúng ta sẽ, và không để thiếu đó là kéo nhá. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình tròn. Ngớ quá, không biết là mình bị dị ứng cái gì không biết. Ngớ quá các bạn. Đấy, chúng ta sẽ cắt một hình tròn. Đấy, hình tròn từ cái giấy tái chế này. Cái giấy có sẵn này. Sao cái này nó bị băm ra không biết. Đấy. Đây mình sẽ dùng bút chì mình vẽ. Vẽ một hình tròn. Đấy, hình tròn như này. Đấy. Ơi, con đái con vào buồng. Vào buồng, bà dẫn cháu vào đái bà ơi. Rồi con vào đái đi. Con lấy bô ra con tự vạch quần ra con đái. Không phải bật điện làm gì. Tự lấy bô ra đái cho quen đi. Phải vạch điện. Đấy, mình đã vẽ xong hình tròn. Sau đó mình sẽ dùng. Khiếp chán. Đấy, mình sẽ cắt hình tròn này theo. Đó. Đấy, mình đã cắt được một cái hình tròn luôn. Đó. Đấy, mình đã cắt được một hình tròn rồi. Với hình tròn này mình sẽ gắn vào đây. Để tạo cái điểm nhấn cho cái con bướm này. Đấy. Đó, mình sẽ làm tiếp. Chúng ta sẽ làm tiếp một cái hình tròn tiếp theo. Mình sẽ dùng bút để mình vẽ cái hình tròn. Đấy, bút đây mình vẽ hình tròn. Đấy, sau đó chúng ta sẽ dùng kéo chúng ta cắt theo. Cắt theo cái hình tròn mà mình vừa vẽ xong. Cái cắt chỉ chúng ta cắt nhẹ nhàng thôi. Đấy, chúng ta cắt nhẹ nhàng như thế này. Đấy, chúng ta cắt nhẹ nhàng như thế này. Được chưa? Đó, chúng ta sẽ cắt nhẹ nhàng như thế này. Đấy, sau đó chúng ta sẽ gắn vào những cái cánh của con bướm. Đấy. Đấy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm hình tròn tiếp theo. Đấy, hình tròn tiếp theo. Chúng ta sẽ dùng bút và chúng ta vẽ. Dùng bút và chúng ta vẽ những cái hình tròn này. Dùng bút chúng ta vẽ những cái hình tròn này. Đấy, chúng ta vẽ những cái hình tròn này. Đấy, chúng ta vẽ những cái hình tròn này. Đấy, sau khi cắt xong chúng ta sẽ rồi, lát nữa chúng ta sẽ trang trí vào. Không phải đây mà rửa đáy, thay quần áo, đáy hết ra rồi. Đấy. Sau vậy chúng ta sẽ cắt như này. Cắt theo cái hình tròn này. Đó, chúng ta sẽ cắt những cái hình tròn. Đấy, vậy chúng ta cắt xong rồi. Một lần nữa chúng ta sẽ đấy, từ những cái bìa này. Từ những cái bìa này chúng ta sẽ vẽ những cái hình tròn. Để chúng ta gắn lên cái thân của con bướm. Nhá. Đấy. Đây gắn lên thân của con bướm. Chúng ta sẽ gắn lên thân của con bướm. Được chưa? Đó. Đã cắt như này. Chúng ta cắt tròn theo cái đường cong mà chúng ta sẽ. Đấy, chúng ta định hình sẵn. Đấy. Ta sẽ định ảnh sẵn. Đấy, chúng ta sẽ cắt theo. Đấy, chúng ta sẽ cắt theo. Đấy, chúng ta cắt theo như này. Rồi. Đấy, chúng ta sẽ cắt theo như này.
ta sẽ cắt mấy hình tròn. Đấy, chúng ta sẽ cắt như thế này. Chúng ta sẽ cắt những cái hình tròn này, chúng ta sẽ uốn theo, bởi vì mình đã vẽ những cái hình tròn này rồi. Mình sẽ cắt uốn theo. Mình đã vẽ rồi, bây giờ mình sẽ cắt uốn theo. Cắt uốn theo cái này. Đấy. Mình sẽ cắt uốn theo. Đấy, mình sẽ cắt uốn theo. Ôi. Ôi mẹ ơi, mẹ giữ nó con về. Rồi con lại bà. Con làm sao? Ừ, con lại bà vào rửa ráy cho. Đấy, mình sẽ cắt như này. Đấy, nhà nhà mình sẽ cắt như này. Đó. Sau tí mình sẽ dùng băng dính hai mặt. Ô, rơi mất rồi. Rơi mất xuống dưới rồi các bạn ạ. Trời ơi, mình lại phải tìm thôi. Thôi mình sẽ cắt cái khác vậy. À đây rồi. Rơi đây, dưới đây. Rơi dưới đây các bạn ạ. Đấy, mình đã cắt được một hình tròn tiếp theo. Và với những cái hình tròn này mình sẽ dán vào để trang trí thân của cái con bướm. Đấy, mình sẽ vẽ những cái hình tròn như này. Sẽ vẽ những hình tròn này. Đấy. Đấy, để mình cắt. Đấy. Đấy, mình cắt theo. Tròn này mình cắt theo. Đó. Đấy, mình sẽ cắt theo như này. Chưa? Mình sẽ cắt theo như này. Rồi, ok. Đó, sau đó chúng ta sẽ gắn vào. Dùng băng dính hai mặt. Đấy, chúng ta sẽ dùng băng dính hai mặt nhá. Chúng ta sẽ gắn vào đây. Đấy, để trang trí cho cái con bướm này. Chúng ta sẽ dùng băng dính hai mặt chúng ta. Đây, chúng ta gắn vào cái hình tròn đấy. Mình không biết là nó có vừa không. À, mình có thể dùng hồ mà. Cái này hồ ăn các bạn ạ. Đấy, hồ nó cũng ăn. Nên mình sẽ dùng hồ. Đây này, đây là hồ khô nhá. Đấy, mình sẽ dùng hồ khô. Đây, mình sẽ dùng hồ khô. Đấy, mình sẽ đẩy lên như thế này thì đã được, sẽ được hồ khô nhá. Đấy, thôi đẩy xong rồi mình sẽ lấy cái hình tròn thì mình lấy một ít hồ khô vào đây. Đấy, xong mình sẽ gắn vào thân của con bướm. Đấy, gắn vào thân của con bướm. Bà cứ lấy cái áo mỏng mỏng ngoài đấy cho cháu cũng được bà. Đó, mình sẽ gắn vào thân con bướm. Mình cứ nhặt nha, mình gắn nha. Đấy, vì là mình sử dụng những cái bìa cắt tông này nên mình hãy gắn từ từ nhặt nha, chúng ta gắn. Đó, đây. Mình đã gắn được thân của con bướm rồi. Đấy, mình đã gắn được thân con bướm rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ gắn được. Chúng ta sẽ dùng để chúng ta gắn được cái cánh của con bướm. Đấy, cánh con bướm. Đó. Vẫn thiếu rồi các bạn ạ. Mình đã cắt rất nhiều hình tròn nhưng mà chắc là vẫn thiếu rồi. Đó, chắc là vẫn thiếu rồi các bạn ạ. Rồi. Chắc là vẫn thiếu rồi. Ôi ôi. Hồ này sắp hết rồi các bạn ạ. Rơi cả ra luôn. Ôi, thiếu mất mấy hình tròn nữa các bạn ạ. Thiếu mất một hai hình tròn nữa. Chúng ta sẽ vẽ thêm hai hình tròn nữa và chúng ta cắt vào đây. Cho hình của con bướm đẹp hơn. Và không để thiếu, chúng ta sẽ dùng bút chì. Hai, chúng ta vẽ tròn vào đây. Chúng ta cắt theo. Đó, chúng ta sẽ vẽ qua, chúng ta sẽ cắt tròn theo. Đấy, chúng ta sẽ cắt tròn theo như này. Bà kéo nó đi, không nó đi thẳng vào máy quay của con với. Bà dắt nó vào đây của con với. Đấy, xong mình sẽ cắt tròn như này. Rồi, ok. Đấy, mình đã cắt xong. Bây giờ mình sẽ dùng hồ mình dán vào. Hồ mình dán vào đây. Rồi. Tiếp theo. Mình sẽ cắt cái hình tròn tiếp theo. Rồi, mình sẽ cắt cái hình tròn tiếp theo. Để mình ấy. Đấy. Mình sẽ cắt thêm một hình tròn nữa. Mình gắn vào để mình trang trí thân con bướm. Đấy, vậy là mình đã dùng bìa cứng. Đấy, đồ tái chế đấy. Để mình đã làm tái chế này, mình đã làm thành những cái điểm nhấn của con bướm. Trông để cho các con bướm đẹp hơn. Đấy. Đấy, vậy là mình đã làm xong.
Đấy, vậy mình đã làm xong được một con bướm đấy, và mình đã sử dụng nguyên vật liệu rất là đơn giản thôi, từ một tiền một cái bìa màu xanh đấy, không dùng nữa. Đấy, mình đã làm thân của con bướm và một tờ giấy trắng viết rồi, nhưng mà mình đã cắt cái phần mà chưa có chữ để mình làm cánh của con bướm. Và để cho con bướm đẹp hơn thì mình đã tạo thành những cái điểm nhấn, đấy là những cái hình tròn, đây hình tròn nhiều màu sắc, đấy các bạn nhìn thấy chưa. Và những hình tròn nhiều màu sắc mình sẽ cắt từ những cái tấm bìa, dụ đây thì mình đã cắt từ những tấm bìa, đây là tấm bìa mình mua đồ chơi cho con gái mình, mình mua đồ chơi cho con mình đấy. Và mình đã dùng cái tấm bìa này để mình vẽ lên đấy, mình vẽ lên đấy các bạn ạ, mình đã vẽ lên như này. Và các bạn hãy nhớ là để vẽ cái tấm bìa này thì rất là đơn giản thôi. Đấy, chúng ta có thể vẽ. Đấy, chúng ta có thể vẽ. Đấy, vẽ lên. Đấy, ta vẽ lên như này. Và chúng ta cắt theo chúng ta dán. Đấy, cắt theo hướng dán. Đấy, vậy là từ sử dụng những nguyên vật liệu rất đơn giản thôi, chúng ta có thể trang trí được con bướm đẹp hơn. Được chưa? Rồi, đấy, trang trí con bướm đẹp hơn. Đấy, các bạn nhớ nhé. Làm con bướm thì chúng ta sẽ làm con bướm có hai bộ phận chính, đó là thân này, thân bướm này và cánh con bướm, cánh con bướm nhá. Đấy, rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Đấy. Hello, xin chào tất cả các bạn. Đó, hôm nay chúng ta sẽ vẽ những cái bông hoa. Đấy, này chúng ta sẽ vẽ những cái bông hoa. Rồi, mình sẽ dùng băng dính hai mặt. Đó. Ô, băng dính hai mặt của mình đâu rồi? Ôi dồi ôi, nó ở đây. Mình sẽ dùng băng dính hai mặt để mình dán cho cái tai nghe nó gần miệng mình hơn. Đó. Mình sẽ dán cái tai nghe nó gần miệng mình hơn. Để mình nói cho nó dễ nghe. Ok, mình xem nào. Đấy, mình dán cho nó dễ nghe. Rồi. Bây giờ nhá, mình sẽ quay như sau. Mình sẽ làm, mình đã chuẩn bị sẵn một cái bông hoa. Đấy, bông hoa cánh dài đây. Chúng ta sẽ, hôm nay chúng ta sẽ cắt những cái bông hoa. Hôm nay chúng ta sẽ vẽ những cái bông hoa và bông hoa này. Bông hoa cánh dài này chúng ta sẽ tạo thành những cái bông hoa nó có cái màu sắc nó đẹp hơn. Đấy, mình sẽ cắt. Và mình sẽ cắt vào tờ giấy màu, tờ giấy bìa xanh. Hoặc từ dây bìa này. Đấy, để mình sau đó mình sẽ tô màu lên. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ dùng bìa này chúng ta vẽ theo nhá. Đấy, chúng ta dùng bìa chúng ta vẽ theo. Đấy, chúng ta sẽ kê vào đây. Ta sẽ kê vào đây. Cái nhị hoa này không cần thiết thì chúng ta sẽ bỏ ra. Đấy, chúng ta sẽ kê vào đây. Kê, chúng ta dùng bút chì chúng ta kê vào. Đó, chúng ta kê nhẹ nhàng. Và khi kê chúng ta phải giữ cái cánh hoa. Đấy, chúng ta vừa kê, chúng ta vừa giữ cái cánh hoa. Đấy, chúng ta kê, chúng ta vừa giữ cái cánh hoa. Đấy, chúng ta vừa kê, chúng ta vừa giữ cái cánh hoa này. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta vừa kê, chúng ta vừa giữ cái cánh hoa này, sao cho cái cánh hoa này nó đều, nó đẹp hơn. Sau đó chúng ta sẽ dùng nhị hoa này. Chúng ta đặt vào đây. Bà ơi, bà lại, bà nhìn điện thoại của con đi. Xem con nhìn thấy con cầm cái này con vẽ không bà? Đấy, đây, điện thoại của con đây này. Mẹ nhìn đằng trước này này. Nhớ con đi, xem con nhìn thấy cái bàn không? Con nhìn thấy cái bàn con cầm con bút con vẽ không? Vâng, được rồi. Đấy, mình sẽ dùng nhị hoa để mình vẽ như này. Con sợ nó không nhìn thấy. Đấy, mình đã vẽ được bông hoa rồi. Đấy. Rồi. Bảy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, đấy, sau đó sau khi cắt xong chúng ta sẽ làm luôn một bông hoa nữa. Mình sẽ khi chúng ta đã vẽ xong, chúng ta đã kê xong rồi. Đấy, chúng ta sẽ lấy bút này, chúng ta sẽ viền lại. Chúng ta viền lại để cho cái cánh hoa của chúng ta nó sẽ đều hơn. Đấy, chúng ta nhớ đấy, kỹ năng cầm bút, chúng ta cầm bút bằng 3 đầu ngón tay. Đấy, chúng ta cầm bút bằng 3 đầu ngón tay. Ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, đúng không? Con cái, con trỏ, con giữa. Đấy, mình sẽ viền. Mình sẽ viền lại màu của cái, mình sẽ viền lại cái cánh hoa.
Đây mình sẽ viền cái hoa này cho nó đậm hơn các bạn ạ. Lại cho đậm hơn. Đấy, mình sẽ viền lại cánh hoa cho nó đậm hơn. Đó, mình sẽ viền lại cánh hoa cho nó đậm hơn. Đấy, mình sẽ viền lại cánh hoa cho nó đậm hơn. Sau khi viền cánh hoa đậm hơn rồi thì chúng ta có thể, nó sẽ không dính vào cái này chứ. Đấy, sau khi viền cánh hoa đậm hơn rồi, chúng ta có thể để vẽ như thế này. Chúng ta sẽ dùng bút chì này, chúng ta viền lại. Đúng chưa? Chúng ta sẽ viền lại như thế này. Đấy, chúng ta sẽ viền theo cái đường này. Sau mình gắn vào nó toàn bị rơi nhá. Chắc mà mình phải gắn cái dài hơn các bạn ạ. Ôi. Đây này, con cầm vào nhà đi. Con cầm vào, cứ vào nhà đi. Trời ơi, cho mượn bút màu rồi rồi mẹ ơi, bút chì. Dùng bút chì, con dùng bút chì cơ. Trời ơi, đấy. Mình đã được bông hoa rồi. Bây giờ mình sẽ, con gái mình đã cầm bút chì rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải dùng. Đấy, chúng ta sẽ gắn vào này. Để mình nói nó to hơn ấy. Mình nói cho nó rõ dễ nghe hơn, cho các bạn dễ nghe hơn. Các bạn nghe rõ dễ hơn đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn được chưa? Mình sợ nó này. Mình sợ nó lại không rõ, không nghe rõ. Được rồi. Đấy, sau khi gắn xong chúng ta sẽ dùng bút. Trời ơi, con gái mình đã dùng bút kia, mình lấy bút màu vàng này mình viền lại. Nào mình cũng cắt cái bông hoa màu vàng. Trời ơi. Đấy, mình sẽ viền cái bông hoa màu vàng. Đấy, mình sẽ viền cái bông hoa màu vàng như thế này. Đấy, mình sẽ viền bông hoa màu vàng. Con vào nhà đi. Vào nhà chứ. Ở đây. Con đi vào đi, mẹ cho bông mượn bông hoa. Con cầm bông hoa vào. Vào nhà đi, đừng ra đây, mẹ đang quay video nhá. Mẹ đang học bài. Đấy. Con thích cái gì con cầm. Đây. Cầm vào nhanh lên. Vào. Rồi rồi, hai bông hoa cho con. Rồi con đi vào đi. Ừ, con vào nhà. Trời ơi. Đấy con gái mình đấy các bạn ạ. Đấy. Động tí nó bắt đầu nó lại ra nó. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi cơ. Nhìn nào. Đấy. Mình đã viền được bông hoa xong rồi. Đây các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ dùng kéo để mình cắt. Cắt cái hình bông hoa này. Đầu tiên chúng ta sẽ cắt những cái đường tiếp bên trong. Chúng ta sẽ nhẩn nha, chúng ta cắt. Đầu tiên chúng ta sẽ cắt định hình trước. Đó, bây giờ mình sẽ cắt định hình trước cái bông hoa này. Bông hoa này rất là to luôn các bạn ạ. Đấy. Đây, đây là một cái bông hoa. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ dùng kéo này mình cắt này. Khi cắt thì chúng ta sẽ dùng gì nhỉ? À, dùng các ngón tay chúng ta cho vào cái kéo này. Và chúng ta cắt đều theo. Mình thì mình đúng không? Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa chúng ta cho vào đây. Nhưng mình quen dùng ngón giữa và ngón áp út rồi. Nên là mình sẽ ấy. Bây giờ mình sẽ cắt cái bông hoa này. Đấy, mình sẽ cắt viền theo cái bông hoa này. Đấy, chúng ta nhẩn nha, chúng ta cắt như thế này. Các bạn có nghe rõ không ạ? Bởi vì mình đeo tai nghe thì nó sẽ nghe rõ, giúp các bạn nghe rõ hơn. Đấy, mình sẽ cắt những cái bông hoa này. Đấy, mình sẽ cắt như thế này. Đó, mình cắt viền vào đây. Mình cắt viền vào đây. Đấy, mình sẽ cắt viền vào đây. Đó, mình sẽ cắt viền. Khi cắt bông hoa chúng ta nhẩn nha, chúng ta cắt cho cái bông hoa của chúng ta nó đẹp hơn. Đấy, nó được đẹp hơn. Đó, nhẩn nha, chúng ta cắt như thế này. Đấy, con cầm con đưa bà đi. Đưa cho bà nội nhé. Đấy, mình sẽ viền nó đẹp hơn. Cắt chúng ta nhẩn nha, chúng ta cắt. Từ từ chúng ta cắt. Ôi trời ơi, con gái mình nó nghịch kinh khủng các bạn ạ. Ôi, nó nghịch hết thứ nọ đến thứ kia luôn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cắt như thế này. Đấy, mình chỉ sợ là tai nghe không nghe rõ thôi. Đấy, chúng ta sẽ cắt từ từ nhẩn nha, chúng ta cắt. Cắt từ từ nhẩn nha, chúng ta cắt. Đây, con lấy ra kia, con đập con rán ngoài kia cho mẹ. Đập con chuột ngoài kia cho mẹ. Đấy. Đấy, sau đó chúng ta sẽ cắt bông hoa như thế này. Đó. Đấy, nhẩn nha, chúng ta cắt thôi. Đấy, vậy là mình đã cắt được mấy cái cánh hoa rồi. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, đây là bông hoa 6 cánh. Con đập đi. Đập con chuột. Chùa con chuột cho mẹ nhá.
Đấy, mình sẽ cắt. Sau chúng ta sẽ dùng kéo này, chúng ta cắt nhẩn nha, chúng ta cắt như này. Đấy, chúng ta cắt nhẩn nha, từ từ chúng ta cắt. Chúng ta không phải là chỉ cắt không. Ấy, đừng có này. Không đập vào xe được, đập xe hỏng xe. Đập xuống nền nhà. Nhanh. Đập con chuột với con dán ở dưới nền nhà. Đấy, nhẩn nha, chúng ta sẽ cắt như thế này. Đó. Ừ, con đập con dán nhá. Đấy, chúng ta sẽ nhẩn nha, chúng ta cắt như thế này. Đó, vậy là cái bông hoa này. Ui dồi ôi, chết con dán rồi. Ui dồi ôi, con dán đau quá. Đấy, mình đã cắt được bốn cánh rồi, bây giờ còn hai cái nữa mình sẽ cắt nốt. Đấy. Nhẩn nha, chúng ta cắt. Ừ, con nào con chuột đi. Mẹ đồng ý luôn. Đấy, sau cắt xong chúng ta sẽ tỉa cho nó đều nhau ấy. Đấy, sau cắt xong chúng ta cho con giá con khỉ nhá. Rồi, đập đi. Trời ơi, cầm một cái tô vị của mẹ vừa sửa bàn ra xong rồi. Mẹ em con đập con rán nhá, mẹ con đập con khỉ nhá. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ cắt như này. Cái bông hoa như này. Đấy, sau khi cắt xong rồi. Đây, nhìn đây bông hoa có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, bông hoa này có 6 cánh các bạn ạ. Sau đó chúng ta sẽ tỉa cong lại cái bông hoa này. Đấy, chúng ta sẽ tỉa cong lại cái bông hoa này cho nó có nó đẹp hơn. Được không? Chúng ta sẽ tỉa cái đường cong để cho nó cong lại. Cái bông hoa này tự cắt thì nó không được cong. Ừ, con xử lý con dán đi. Xử lý con chuột cho mẹ nhá. Đấy. Ừ, con đập ghế thì cũng được. Đấy, xong rồi nào. Đấy, mình sẽ cắt vào đây. Mình sẽ tỉa những cái cánh hoa này. Đó. Mình tỉa cánh hoa nó đều như hơn. Đây, đây là cái bông hoa mình vừa cắt xong. Đấy. Là một bông hoa mình vừa cắt xong có 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cánh đúng không? Hôm trước chúng ta đã cùng nhau cắt những cái bông hoa có 5 cánh, rồi bông hoa 4 cánh. Đấy, đúng chưa? Thì hôm nay chúng ta sẽ cắt những bông hoa 6 cánh. Với cái bông hoa 6 cánh này chúng ta biết đấy. Với cái bông hoa 6 cánh này thì nó sẽ cái bông hoa 6 cánh này thì nó sẽ đây, các bạn nhìn đây, đây là bông hoa 6 cánh. Mình đấy, đây là bông hoa 6 cánh, các bạn nhìn đây này. Đây bông hoa 6 cánh. Với cái bông hoa này thì mình đã cắt từ những cái bìa. Đấy, mình đã cắt từ cái bìa cốt tông. Đấy, một bìa cốt tông mỏng. Đấy, bởi vì đây là mình đã mua một bộ đồ chơi ô tô cho con gái mình. Và mình đã mua bộ đồ chơi cho con gái mình và mình đã cắt. Mình đã sử dụng ngay cái bìa đấy, mình cắt. Đấy, để mình cắt. Xuôi. Con đập con dán ở trong trong chân con, dưới chân con ở cái rẻ ấy kìa. Đấy. Thôi. Ở chân con đấy, đúng rồi, đập vào cái rẻ đấy. Đừng đập vào tường, vỡ tường của ông. Đấy, vậy đấy, sau khi cắt xong thì mình đã có một cái bìa như này. Nhẹ thôi con ơi, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Đấy, mình đã có một cái bìa. Và với cái bông hoa 6 cánh này này. Đấy, với cái bông hoa 6 cánh này chúng ta thấy là cái mình dùng cái bông hoa 6 cánh này. Đấy. Đúng con dán, con ra con xử lý con dán cho mẹ nhá. À con dán kia, làm sao con dán kia làm sao nhỉ? À con đập con dán nữa nè. Đấy, con ra con nhìn con tìm cho mẹ con dán nhá. Con ra con đếm cho mẹ có mấy con dán nè. Nè, con ra con đếm đi nè. Đấy. Rồi, xuất sổ sách xuất ra đi. Rồi. Đấy. Đây là cái bông hoa mình vừa cắt xong. Đấy, bông hoa mình vừa cắt xong có 6 cánh. Đấy, có 6 cánh. Các bạn nhìn đây này. Bây giờ chúng ta hãy cùng đếm nhá. Với một cái bông hoa chúng ta đã biết rồi, bông hoa thì có rất nhiều các loại bông hoa đúng không? Là bông hoa hồng này, bông hoa cúc này. Đấy, hoa mai này. Đấy, rồi hoa lan này. Rồi. Ừ, con đi ra ngoài kia con xử con tìm cho mẹ xem có con chuột nào không nhá. Con vâng. À con vâng ạ đi. Con ra bảo bà đi, bà có con chuột. Đấy. Đây là bông hoa. Mình đã cắt được một cái bông hoa. Đấy, buổi sau thì chúng ta sẽ cắt thêm. Buổi sau chúng ta sẽ cắt thêm những cái bông hoa. Đấy. Và hôm nay chúng ta đã cắt cái bông hoa 6 cánh rồi. Hôm sau chúng ta sẽ cắt những bông hoa có 5 cánh. Đấy, rồi 4 cánh. Được không? Hôm nay chúng ta đã cắt những bông hoa cánh dài. Đấy, đây là những cái bông hoa cánh dài. Đấy, đây là cái bông hoa cánh dài các bạn ạ. Bông hoa cánh dài. Đấy, bây giờ mình sẽ tỉa lại một chút để cho nó tỉa lại một chút để cho nó đều nhau hơn. Đấy, mình sẽ tỉa lại một chút như này. Đấy, cho nó đều nhau hơn. Cái cánh nó sẽ
sẽ có cánh to cánh nhỏ. Đấy, sẽ có cánh to cánh nhỏ. Nó sẽ tỉa cho nó đều nhau hơn. Đấy, những cái cánh hoa này. Bây giờ ơi. Đấy, buổi sáng chúng ta sẽ cắt những bông hoa 5 cánh nha. Ơi, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Lại là mình đây. Đấy, lại là mình đây. Hôm trước chúng ta đã cắt được những cái bông hoa đúng không? Hôm trước chúng ta đã cắt được những cái bông hoa. Đấy, là bông hoa màu vàng này. Đấy, rồi là bông hoa từ những cái đồ chơi mình có sẵn. Đấy, hôm nay thì tận dụng những cái giấy dạ mà có sẵn. Đấy, mình sẽ dùng mình cắt cái bông hoa. Đấy, cắt bông hoa sau đó chúng ta sẽ cắt là nhị hoa luôn. Đây, các bạn nghe rõ không ạ? Mình sẽ dùng cái tai nghe này. Mình sẽ dùng tai nghe này. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng đến bông hoa này. Chúng ta sẽ vẽ lên cái màu này. Đấy, chúng ta vẽ lên bút chì. Rồi mình quên mất cái bút chì của mình đâu rồi. Mình lấy cái bút chì. Đó. Rồi, mình đây. Đây các bạn đây. Đấy, mình đây. Bây giờ mình đã. Rồi, mình đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ lấy một đoạn băng dính này, mình dán vào đây cho nó. Nó cố định cái dây tai nghe này. Nó cũng hơi bất tiện một tí bởi vì là mình dùng cái này nó để giúp mình nó nghe rõ hơn. Rồi đấy, bây giờ nói các bạn sẽ nghe rõ hơn đúng không? Đấy, chúng ta sẽ dùng mình sẽ sửa lại cái ngòi bút này một chút. Đấy, mình sẽ sửa lại cái ngòi bút này một chút. Để nó viết được thì ta phải. Đấy, sửa nó một chút, mình phải gọt cái đầu nó đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng cái các bạn nhìn thấy rồi đúng không? Đây một cái bông hoa màu vàng, mình sẽ dùng cái bút này. Đấy, mình sẽ dùng bút chì này. Mình vẽ lên. Đấy. Mình vẽ cái bông hoa này lên. Vẽ cái bông hoa. Vẽ cái bông hoa có sẵn này lên. Chúng ta vẽ nhẹ nhàng thôi đó, nhẩn nha chúng ta vẽ. Đấy, nhẩn nha chúng ta vẽ như này. Đó. Nhà chúng ta vẽ như này. Khi vẽ thì chúng ta sẽ dùng bút chì chúng ta vẽ vào đây. Đấy, con gái mình nó đang đòi vào đây các bạn ạ. Đấy, cái bông hoa này đúng các bạn biết có mấy cánh nhỉ? À các bạn ơi, bông hoa này có 6 cánh các bạn ạ. Đấy, mình đã vẽ xong rồi. Đấy các bạn thấy chưa? Mình vẽ xong rồi, bây giờ mình sẽ dùng bút chì. Đấy, bây giờ mình sẽ dùng bút chì để mình cái này nó dán này. Mình sẽ dùng bút chì. Mình sẽ dùng bút chì để mình sẽ nối lại cái mic này một chút nữa cho nó gần hơn. Gần này các bạn nghe rõ hơn. Alo, được rồi. Bây giờ mình sẽ dùng bút để mình viền lại những cái đường cong. Đấy, mình sẽ viền lại những cái đường cong. Đường cong ở cái bông hoa này. Đấy, để cho nó có cái độ cong đều nhau hơn. Đấy, giữa những cái cánh hoa này. Chắc cái nãy các bạn không nhìn rõ đâu đúng không? Bây giờ mình viền lại thì các bạn có vẻ các bạn nhìn sẽ nhìn rõ hơn. Đấy, để cho các bạn nhìn rõ hơn. Thì mình sẽ viền lại như thế này. Đó, nhẩn nha, mình sẽ viền như thế này. Chưa? Đấy. Nha, mình sẽ viền. Đó, mình sẽ viền lại như thế này. Đó, mình sẽ viền lại như thế này. Đấy. 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 Mình đã cắt được những cái bông hoa này. Đấy, mình đã cắt được bông hoa. À, mình đã vẽ được cái bông hoa này. Và để vẽ được bông hoa này chúng ta sẽ dùng bút chì để chúng ta phác. Chúng ta vẽ như thế này. Đây chúng ta vẽ. Vẽ những
cái cánh cánh của những bông hoa thì được tạo từ những cái đường cong. Đấy, cánh của bông hoa được tạo từ những cái đường cong đúng không? Đấy, tạo từ những đường cong. Bây giờ để cắt thì chúng ta sẽ dùng kéo này. Đấy, không thể thiếu đó là một cái kéo. Và cái kéo đi theo mình nó là cái kéo màu hồng. Đấy, mình rất là thích màu hồng các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ dùng kéo để mình sẽ dùng kéo để mình cắt cái bông hoa này. Mình dùng kéo mình cắt. Bây giờ mình cắt theo viền trước. Mình bỏ cái những cái phần mà không cần thiết đi. Đấy, bỏ những cái phần mà không cần thiết thì chúng ta sẽ cắt lại cái rìm này. Đó, thì chúng ta sẽ cắt lại cái rìm này. Đấy, cho nó uốn lượn hơn, nó cong uốn lượn hơn các bạn ạ. Đấy, nó cong uốn lượn hơn. Đấy, nhẵn nhà chúng ta cắt. Đấy, chúng ta sẽ nhẵn nhà chúng ta cắt như thế này. Đó, được rồi. Đây, mình đã cắt định hình được một cái bông hoa không đúng không? Đây là bông hoa từ giấy xạ nhé. Hôm trước chúng ta cắt bông hoa từ cái bìa. Đúng không? Trước chúng ta cắt cái bông hoa từ cái bìa. Hôm nay chúng ta sẽ cắt bông hoa từ giấy xạ. Đấy, để cắt được cái giấy xạ này chúng ta sẽ dùng kéo chúng ta cắt. Chúng ta cắt lượn theo. Đây, chúng ta cắt lượn theo. Đúng không? Chúng ta sẽ cắt lượn theo như này. Đấy, chúng ta sẽ cắt lượn theo như này. Đấy, nhẩn nha chúng ta cắt lượn theo như này. Được chưa? Đấy. Chúng ta sẽ dùng kéo và chúng ta phải, không phải là mỗi dùng kéo không đâu. Khi cắt thì chúng ta cũng phải di chuyển nhẹ nhàng. Đấy, chúng ta sẽ di chuyển nhẹ nhàng để cho cái kéo này nó sẽ tạo thành những cái đường cong. Đấy, cái kéo này nó sẽ tạo thành những cái đường cong. Được chưa? Đấy, cái kéo này giúp chúng ta tạo thành những cái đường cong như này. Đấy, mình sẽ tạo thành những cái đường cong. Đối các bạn biết mình đã cắt được mấy cánh rồi nhỉ? À, mình đã cắt được 3 cánh rồi đấy các bạn ạ. Đấy, mình đã cắt được 3 cái cánh rồi. Đó, đây. Mình đã cắt được 3 cái cánh rồi. Khi cắt thì chúng ta sẽ cắt uốn lượn. Đấy, cắt uốn lượn, cắt cong theo. Chúng mình nhớ chưa? Đấy, để tạo ra được cái sản phẩm này chúng ta hãy từ những cái đồ dùng mà chúng ta có sẵn. Đấy, chúng ta sẽ cắt nhẹ nhàng như này. Tạo thành những cái bông hoa. Đấy. Tạo thành những cái bông hoa. Đó. Rồi. Nhẹ nhàng chúng ta cắt. Đó. Chúng ta đã cắt xong rồi. Đúng không? Chúng ta đã cắt xong rồi. Đấy. Chúng ta đã cắt được mấy cánh rồi. Các bạn nhìn chúng ta đã cắt được 5 cánh rồi. Đấy, chúng ta đã cắt được 5 cánh rồi. Chúng ta sẽ uốn lượn cắt cái cánh cuối cùng. Đấy. Sẽ uốn lượn để cắt được cái cánh cuối cùng. Đấy, nhàn nhạt chúng ta cắt nào. Đấy. Đây, nhiều mũi quá các bạn nhỉ. Chỗ ngồi trong đây. Vì vướng con gái mình nên là mình đã phải ngồi trong đây. Đấy, vậy là mình đã cắt được bông hoa 6 cánh rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, bông hoa của mình có 6 cánh rồi. À, một bông hoa này màu vàng nhạt các bạn ạ. Đấy, một bông hoa màu vàng nhạt. Đấy, sau cánh bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình tròn bên trong. Mình cũng dùng đến bút chì mình viền theo. Mình cũng dùng đến bút chì để mình viền theo. Mình tự vẽ luôn. Tự vẽ một cái vòng tròn, hình tròn trong đây luôn. Đấy. Đấy, mình sẽ vẽ một cái đường tròn. Cái hình tròn ở bên trong cái bông hoa này. Đấy. Vậy là mình đã cắt được rồi. À, mình đã vẽ được rồi. Thấy các bạn nhìn thấy chưa? Vậy mình, các bạn nhìn thấy chưa? Một bông hoa có 6 cánh. Đấy, mình đã cắt được 1, 2, 3, 4, 5, 6 cánh. Rồi, đấy, một bông hoa mình đã cắt được 5 cánh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ được 6 cánh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp cái bông hoa hôm trước. Cái bông hoa hôm trước thì chúng ta cũng cắt được. Chúng mình cùng đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, hôm trước chúng ta cũng cắt được 6 cánh rồi. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ dùng màu. Chúng ta sẽ tô vào cái bông hoa này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ viền lại cái hình tròn ở bên trong. Đấy. Viền lại cái hình tròn bên trong. Chưa? Đó. Mình sẽ viền lại cái hình tròn bên trong này. Đấy, đã được. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, tròn bên trong.
chúng ta sẽ dùng màu. Đây, không biết cái đại con gái mình để ít màu đâu rồi. Mình sẽ đi lấy thêm màu. Đây, tí nữa mình sẽ dán này. Đó. Và theo các bạn thích bông hoa màu à. Rồi, theo các bạn thích bông hoa màu gì? Nào. Các bạn thích bông hoa màu gì nhỉ? Các bạn thích bông hoa màu hồng hay là màu vàng nhỉ? À, có bông hoa có rất nhiều màu các bạn ạ. Đấy, bông hoa thì có rất nhiều màu. Và có rất nhiều màu và có rất nhiều cái kiểu cánh hoa khác nhau. Đấy, có cái có bông hoa thì có cánh hình tròn. Đấy, còn có cái thì có cánh bông hoa hình dài hơn. Đấy. Và có bông hoa cánh to và có bông hoa cánh nhỏ. Ví dụ hoa hồng. Đấy, hoa cúc. Đấy, hoa hồng và hoa cúc là hai cái loại hoa rất là phổ biến và có rất là nhiều màu khác nhau. Đấy, hoa hồng có hoa hồng đỏ này, hoa hồng nhung này, hoa hồng Sapa này. Đấy, có rất nhiều màu các bạn ạ. Ngoài ra thì hoa hồng sẽ làm ra nhỉ? À, ngoài ra thì hoa hồng sẽ có rất nhiều là những cái màu sắc các bạn ạ. Đấy, hoa hồng có rất là nhiều những cái màu sắc. Đấy, và hoa cúc thì cũng vậy. Hoa cúc có rất nhiều cái màu sắc khác nhau. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tô màu cái bông hoa. Hôm trước chúng ta đã chuẩn bị sẵn. Đây, chúng ta sẽ tô màu cái bông hoa này. Đây, chúng ta sẽ tô màu cái bông hoa này. Để tô màu được bông hoa này, chúng ta sẽ dùng màu vàng. Màu vàng nữa là tô bên trong. Vàng nữa là tô nhị hoa bên trong. Đấy, chúng ta sẽ tô nhị hoa bên trong. Màu vàng. Đấy, chúng ta nhẩn nha, chúng ta tô. Chúng ta tô từ viền bên ngoài. Chúng ta viền ở bên trong. Đấy, viền từ bên ngoài, viền bên trong. Sau đó chúng ta sẽ dùng màu gì nhỉ? À, mình sẽ dùng màu đỏ để mình tô cánh hoa. Đấy, màu đỏ mình tô cánh hoa. Màu đỏ để mình tô cánh hoa. Tô chúng mình cứ vậy, chúng ta viền vào vậy thôi. Đó. Đấy, mình sẽ viền vào như thế này. Để nha, chúng ta viền để tạo thành những cái đường cong. Đấy, đường cong. Tạo những cái đường cong đẹp hơn đúng không? Đấy, tạo thành những cái đường cong đẹp hơn. Đấy, để tạo thành những cái đường cong đẹp hơn. Các bạn thấy chưa? Để tạo được cái bông đường cong đẹp hơn. Đó. Chúng ta sẽ viền từ bên ngoài và bên trong. Để khi tô chúng ta sẽ không bị chườm ra ngoài các bạn ạ. Đấy, viền từ bên ngoài bên trong. Đấy, vậy là mình đã tô xong cái bông hoa rồi. Đấy, bông hoa này không bị chườm ra ngoài. Chúng ta phải viền từ bên ngoài và bên vào ngoài trước và bên trong sau đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ lấy màu đỏ, chúng ta sẽ viền bên tô màu bên trong. Đấy, chúng ta sẽ dùng màu đỏ, chúng ta tô màu bên trong. Đấy. Chúng ta sẽ tô. Nhẩn nhát chúng ta tô. Đó, nhẩn nhát chúng ta tô. Đó, vậy là mình đã tô được một cánh hoa rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ tô tiếp theo. Chúng ta sẽ tô tiếp theo. Chúng ta sẽ tô những cái cánh hoa này. Đấy, chúng ta sẽ tô những cái cánh hoa này. Rất nhiều màu sắc này. Đấy, tô những cánh hoa rất nhiều màu sắc và đẹp hơn. Đấy, bông hoa thì có rất nhiều màu sắc. Nó đẹp hơn các bạn ạ. Đấy, sẽ tô bông hoa. Rồi, nhẩn nhát chúng ta tô cái bông hoa này. Đấy, nhẩn nhát chúng ta sẽ tô những cái bông hoa này. Đấy, chúng ta sẽ tô chậm rãi từ từ. Đấy, chậm rãi từ từ chúng ta sẽ tô. Đấy, chúng ta tô cái bông hoa này. Đấy, từ từ chúng ta tô. Nhẩn nhau chúng ta tô thì cái bông hoa chúng ta nhìn sẽ đẹp và bắt mắt hơn, đúng không? Đấy, đẹp và bắt mắt hơn. Rồi. Đấy. Vậy mình đã làm xong một cái bông hoa màu đỏ và nhân màu vàng. Được chưa? Rồi, buổi sau chúng ta sẽ làm cái bông hoa từ cái nguyên vật liệu tái chế. Đấy, mình đã làm được 2 bông hoa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.
chúng ta sẽ nhặt những cái thứ gọn đồ trong nhà. Ta sẽ cắt màu đi. Đó. Rồi chúng ta sẽ cắt màu này đi. Cắt màu đi, chúng ta sẽ không dùng đến màu nữa, chúng ta sẽ cắt màu đi. Và cắt cái băng dính này đi. Và những cái bông hoa này chúng ta cũng không bỏ đi, chúng ta sẽ cắt đi. Rồi sau chúng ta sẽ làm những cái gì nó. Đấy, chúng ta sẽ giúp chúng ta có thể dán vào thành một cái bức tranh. Bông hoa nhiều màu sắc khác nhau, từ những cái nguyên vật liệu khác nhau. Đấy, đúng chưa? Được chưa? Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đây, mình sẽ cắt hết đồ dùng đi. Cắt gọn gàng đồ dùng đi. Để lần sau chúng ta sẽ dùng nữa nhá. Đấy, khi nhà chúng ta sẽ có thể sử dụng cái này, chúng ta sẽ làm nhiều vật liệu khác nhau. Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Đấy, xin chào tất cả các bạn. Và các bạn ơi, ở video lần bây giờ mình sẽ dùng cái băng dính công việc đầu tiên của mình. Là mình sẽ dùng cái băng dính này để mình dán cái tai nghe vào để nghe cho rõ hơn các bạn ạ. Đó, sau chúng ta sẽ dùng kéo chúng ta cắt. Kéo chúng ta cắt. Rồi, ok, được rồi. Ta sẽ gắn cái tai nghe này. Mình sẽ gắn cái này vào miệng mình. Gần miệng hơn. Được chưa? Để mình nói cho to và nghe rõ hơn. Rồi các bạn ơi, hôm trước chúng ta đã làm trang trí cái cốc rồi đúng không ạ? Trang trí cái cốc màu vàng rồi. Được chưa? Hôm nay chúng ta sẽ không trang trí cái cốc nữa. Chúng ta sẽ làm một công việc khác. Đấy, đó là hôm nay đối với chữ cái chúng ta, lớp mình thiếu rất là nhiều chữ O. Đấy, và chữ O thì chúng ta sẽ làm bằng bìa cứng các bạn ạ. Chữ O là một bìa cứng. Vì thế là mình sẽ dùng bút. Đấy, mình sẽ làm chữ O. Đấy, làm chữ O. Đấy, làm chữ O thì mình sẽ, đầu tiên mình sẽ phác họa thử ra. Đấy, như các bạn biết chữ O sẽ có chữ O in thường, chữ O in hoa. Đấy, chữ O in hoa, in thường là làm viết thường đúng không? Đấy, chữ O. Bây giờ mình sẽ vẽ chữ O cho các bạn. Mình sẽ phác họa chữ O này. Được chưa? Chữ O từ cái bìa cứng. Đấy, mình sẽ dùng. Đấy, và một cái hộp này để mình đựng rác nhá. Được không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ dùng kéo mình cắt. Cắt cái bìa cứng này. Không biết là cái kéo to của mình đâu rồi, không biết. Đấy, mình sẽ cắt như này. Mình sẽ cắt. Được chưa ạ? Đấy. Sau khi mình cắt xong thì mình có thể mình sẽ dùng kéo mình cắt. Đấy. Chúng ta nha, chúng ta di chuyển kéo, chúng ta cắt, di chuyển kéo nhẹ nhàng thôi. Đấy, chúng ta uốn lượn theo những cái nếp chúng ta đã vẽ sẵn rồi. Đó. Thì những nếp chúng ta đã phác họa ra rồi đúng không ạ? Đấy, bây giờ nhận nha, chúng ta sẽ vẽ. Sẽ phác họa ra. Chưa? Rồi. Đó, mình đã cắt được cái vòng bên ngoài. Bên trong. Chữ O rất là khó cắt các bạn ạ. Chữ O bởi vì nó có một nét bên trong nữa. Đó, nên là chúng ta sẽ phải cho tay vào đây chúng ta cắt. Đó các bạn, chúng ta cho là chúng ta cắt. Các cái hình tròn như thế này. Được chưa? Các cái hình tròn theo. Chưa? Đó, nhận nha, chúng ta cắt như thế này. Chúng ta sẽ di chuyển kéo đi. Chúng ta sẽ di chuyển kéo, chúng ta cắt nhá. Đó, được chưa? Đó, nhận nhau chúng ta di chuyển, chúng ta cắt. Được rồi. Đó, mình đã cắt chữ O đầu tiên. Đấy, từ những cái giấy bìa. Đấy, mình đã sử dụng cái bìa đồ chơi con gái mình đây. Đấy, của con mình. Mình đã cắt được một chữ O. Và bây giờ thì mình sẽ cắt một cái chữ O khác. Được không ạ? Bởi vì lớp mình thiếu rất là nhiều chữ O, nên là mình sẽ cắt một chữ O khác. Và mình lại để bút chì đâu mất rồi. Vừa cắt cầm cái bút chì mình phác họa xong. Đây rồi các bạn ạ.
Đấy, bung cái này mình ra. Bây giờ mình sẽ cắt một chữ O khác. Đó, mình sẽ viền lên này. Mình sẽ đặt viền lên, được chưa? Sau đó mình sẽ viền theo. Viền theo cái chữ O mà sẵn đây. Đấy, chúng ta đã nhớ cái cầm bút chưa ạ? Khi cầm bút chúng ta cầm bút bằng ba đầu ngón tay, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Sau đó chúng ta sẽ viền cái hình chữ O này. Đó, mình sẽ viền cái hình chữ O này. Chưa ạ? Được rồi ạ. Sau khi viền xong mình có thể dùng kéo mình cắt. Đó, bây giờ mình cắt dây chuyền bên ngoài trước nhé. Đó, đây là mình sẽ cắt như này. Nhẩn nha, chúng ta vừa cắt, chúng ta vừa tay kéo, một tay kéo, một tay chúng ta sẽ dùng gì nhỉ? À, một tay chúng ta sẽ cầm dây, chúng ta cắt chữ O. Đó, cắt xong chúng ta chỉnh sửa cho nó tròn. Được chưa? Nó tròn đều. Đó, cho nó tròn. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ cắt cái hình bên trong chữ O. Bên trong chữ O. Đó, bên trong chữ O. Chưa? Đó, nhận nhau ta cắt nha. Đó, nhận nhau ta cắt. Đó, ta cắt như thế này. Rồi, nhận nhau ta cắt. Chúng ta dùng kéo chúng ta cắt, chúng ta di chuyển. Được chưa ạ? Đó, chúng ta cắt, dùng kéo chúng ta cắt, chúng ta di chuyển. Rồi, thế là mình đã cắt được hai chữ O. Các bạn ơi, đấy, mình đã cắt được hai chữ O. Rác chúng ta sẽ cho vào trong cái, chúng ta sẽ nhặt rác, chúng ta cho vào trong cái hộp đựng rác này. Đó, nếu nào là rác chúng ta sẽ cho vào hộp rác này. Đây là một chữ O này. Đấy. Tiếp theo, đây là một chữ O nữa. Đấy, với cấu tạo của chữ O là một nét cong. À, chữ O là một nét cong kín các bạn ạ. Đấy, đây là chữ O, một nét cong kín. Và chữ O này mình đã sử dụng bìa cắt tông. Đấy, bìa cắt tông từ dùng cái bìa đồ chơi này. Mình đã cắt ra. Đấy, mình đã cắt ra. Tiếp theo mình sẽ kê thêm một hình tròn nữa nhá. Mình sẽ kê một hình tròn nữa vào đây. Và chúng ta cũng dùng bút chì chúng ta vẽ theo được không ạ? Đó, cầm bút chì chúng ta cầm bằng ba đầu ngón tay. Ngón tay cái, ngón tay trỏ và ngón tay giữa. Tiếp theo chúng ta sẽ viền theo. Viền theo như này. Đó, được rồi ạ. Đã viền theo hình tròn. Và chúng ta sẽ dùng bút chì chúng ta. Đây, mình đã cắt hai hình tròn mình để đây. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng bút chúng ta viền theo. Cho nó thật đậm. Chúng ta viền cho nó đậm vào đây. Được chưa? Rồi. Và cái nét bên ngoài thế, chúng ta cũng viền đậm vào. Cái nét bên ngoài chúng ta cần phải viền đậm vào nhé. Đó. Bên ngoài chúng ta viền đậm vào. Rồi, sau đó chúng ta sẽ dùng kéo này. Chúng ta cắt theo. Ta sẽ cắt những cái phần bên ngoài này đi. Đó, những cái phần không cần thiết thì chúng ta sẽ nhặt và chúng ta bỏ vào trong thùng rác như này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt hình chữ O này. O tròn như quả trứng gà. Đấy, O thì đỡ mũ ơ thở thêm râu. Đấy, mình đã cắt được rồi. Và như các bạn biết, mình sẽ viền. Đấy, viền đi viền lại cho cái nét cái cong này nó thật tròn, chưa? Đó, một tay chúng ta giữ và một tay chúng ta sẽ viền theo cho nó tròn. Nếu vào cái chỗ nào đây chúng ta sẽ viền, nếu mà chỗ nào nó không tròn chúng ta sẽ chỉnh sửa lại các bạn ạ. Đấy, chỗ nào không tròn thì chúng ta sẽ chỉnh sửa lại, được chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta đã được tròn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cái hình tròn này. Chúng ta sẽ cắt cái hình tròn này. Đó, chúng ta một tay chúng ta cắt vào một tay chúng ta di chuyển kéo các bạn ạ. Khi di chuyển kéo chúng ta di chuyển nhẹ nhàng nhá. Đấy, từ từ. Chưa? Đấy, di chuyển kéo nhẹ nhàng từ từ như này. Chúng ta cắt hình tròn cho nó tròn hơn.
rồi ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt cái phần này trên này. Đó. Phần bên trong này nó khó cắt hơn nhiều các bạn ạ. Nên chúng ta phải cắt. Được chưa? Đó, nhặt nhau chúng ta cắt như thế này. Đó. Nhặt nhau chúng ta cắt. Thì nó sẽ được một cái hình tròn đẹp hơn. Chưa? Được rồi. Đó, được rồi. Vậy là từ bìa, đấy, cô đã cắt được những cái hình tròn đấy, theo cái ý thích của cô. Đây, hình tròn đây. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Một hình tròn này, hai hình tròn và ba hình tròn. Đấy, ba hình tròn. Cô đã cắt được ba hình tròn từ bìa cắt tông. Đấy, chúng ta có thể sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau. Đấy, ta có thể sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau. Còn đây thì mình đã sử dụng cái bìa cắt tông. Cái bìa cắt tông này khi mà chúng ta cắt thì chúng ta cắt rất là khéo léo cẩn thận nhé. Bởi vì kéo là vật sắc nhọn có thể sắc đứt tay đấy các bạn ạ. Rồi, vậy là mình đã cắt xong chữ họ rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.